Ok, xin chào mọi người nhá. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này bên bản thử nghiệm Liên Quân, và mình sẽ chơi ở cái chế độ mới của Liên Quân Mobile, đó chính là cái chế độ hỗn chiến biến hình. Đây, nãy giờ chờ trận đấu quá trời luôn. Đây là lần đầu tiên mình chơi ở cái chế độ này. Nghe nói các bạn không phải hôm qua thì mình có like ở trên Nolai, nghe các bạn nói là anh vào bản test đi anh, có cái chế độ biến thành kinh công đánh nhau sướng lắm, hài lắm, thích lắm. Ôi trời ơi, mới cập nhật xong cái phiên bản thử nghiệm. Đấy, thì mình đang vào bản thử nghiệm nhá mọi người. Mình vừa mới vào thấy đọc ở sơ sơ bên ngoài thì kiểu như là mình đánh quái á, hay là mình giao tranh hay cái gì đấy á, nó tích được đâu điểm á. Khi mà đạt đủ số điểm thì mình sẽ trở thành một cái con kinh công hoặc là con khỉ. Mình cũng không biết là con kinh công nó như thế nào mà con khỉ nó như thế nào nữa. Đây là lần đầu tiên mà mình vào bản thử nghiệm luôn, về chơi về cái chế độ này luôn. Bữa giờ đâu có vào bản thử nghiệm đâu, nhưng mà nghe các bạn nói nha, chế độ biến thành kinh công là mình quái liền. Ở đây biến hình 0/50, à vậy là 50 điểm mà, đúng rồi. Yo, trận này thì anh em mình chơi bị tiếng dâu cơ, hay còn gọi là anh chàng có bộ dâu và cơ bắp cuồn cuộn đấy. Thì mình cũng không thích chơi bị tiếng này cho lắm, mình lúc đầu mình tính chọn Crest cơ, nhưng mà gọi là số đông nó thắng số ít đấy. Crest chỉ có một em, a đủ cái gì vậy, đậu xanh nha bạn. Đấm bắn cho vào bầm bông, bắn cho bầm bông này, bắn cho cái bầm bông này, đứng lại con rơi, đứng lại. Ôi trời ơi, chạy, 36 kế chuồn là thượng sách. Đúng rồi, trời ơi mấy anh ơi, em vừa mới vào thôi mà, em tính ra nó còn bùa đỏ mà khó thế. Ôi trời ơi, chơi này, ôi trời ơi, vỡ mồm em rồi, chiến công đầu. Trời ơi, năm thằng Superman nó đẩy, nó đấm, nó đá quá thứ, quá trời, các kiểu là điều luôn. Em còn chưa biết gọi là mặt trời nó mọc hướng nào nữa mà mấy anh đã cho em lên bảng điểm số rồi. Thế này thì không được rồi nhá. Không sao, bình tĩnh. Cái quan trọng nhất của ngày hôm nay đó chính là mình muốn biến thành cái con kinh công xem nó như thế nào. Đi pha mà đã. Đây là đường sơ mã. Ôi trời ơi, con hàng kia. Trời ơi, máu còn có tí díu thôi mà không ăn được nó. Tiếc thế, không biết được cái chứ. Cổ quá. Từ từ bình tĩnh nha mọi người nha. Không biết là chắc các bạn, nhiều bạn cũng đã chơi bản thử nghiệm rồi đúng không? Ui trời ơi, chơi đó nè. Bắn vào mông này, bạn á, đủ, bạn đẩy ra này. Ui trời ơi, bạn hay lắm con rời. Lại hỗ trợ à? Để đó cho tôi, hãy xem tôi đây. Ui trời, thằng bẹo Superman này. Ủa, Superman bị bắn đau thế, trời ơi, Superman mà gặp Joker thì đâu có ăn được. Tại vì cái con Superman nó bị... Joker bắn một phát là nát ít ngay, nát mông luôn. Đấy, mông má người ta gọi là làm mông làm má, nhưng mà gặp gọi là Joker là bắn một phát là nát mông. Trời ơi, đánh nãy giờ mới được có 23 điểm thôi anh em ơi. Ủa, cái này hình như là nó mình tiêu diệt một con quái này, nó được một điểm hay là sao ấy nhở? Từ mình thử tiêu diệt con rơi này xong nó tính điểm kiểu gì mình không biết nữa. Thấy ghi bên ngoài là cứ tham gia vào giao tranh ạ, một con quái là 2 điểm. 25 điểm. À, 25 điểm. Con quái to thì được 2 điểm. Quái nhỏ được bao nhiêu? Có nhờ. Úi giời ơi, con bồ xanh được 2 điểm luôn anh em ơi. Được 2 điểm luôn rồi. Ấy, vãi, không được. Ra ăn lính rồi con này. Ôi, ăn con quái nhỏ cũng được 2 điểm mọi người ơi. Quái nhỏ, quái to, quái bự, quái lớn gì cũng được 2 điểm hết trơn á. Ok, vậy là đi lan, mình cứ đi farm lan là ngon rồi. Trời ơi, về quá. Ngon. Ôi, đừng đừng có làm thế, đừng làm thế. Ôi trời, anh ơi, đừng đẩy em, đẩy em lại, bật chụp cuối bắn một phát và đứt. Vâng, tết đứt và tết mông, nhưng mà không chết cái nào hết trơn. Trời, hỗ trợ chúng nó chơi nè, lại hỗ trợ. Vãi cả lúa. Ủa, thế còn hỗ trợ được một người. Ôi, kinh công kìa. Tao sợ mày kinh công quá cơ. Hãy, ê, thằng này kinh công này. Mày tưởng tao sợ mày sao? Hãy xem tao đây. Úi xoay. Cái gì á? Nó đẩy tôi đi. Úi giời ơi, ngon. Nó đẩy mình từ nhà nó bay tới trường luôn hả? Ôi, kinh công vui quá. Mình có kinh công rồi nè anh em ơi. Có kinh công rồi nè, hơi biến hình rồi nè. Từ mình lao vào mình muốn nó đẩy mình một cái mình bay tiêu xa ơi là xa. Trời ơi là trời, dữ, vui à, khoái lắm. Mình thấy khá là thú vị rồi đấy. Từ, tôi có kinh công rồi nha. Mấy ông đừng có nhơi với tôi nha.
Rồi, hãy xem ta đây. Chết nè, bẹt này, ôi trời ơi, ôi trời ơi. Hãy xem ta đây. Trời ơi, nó quăng tôi ném 8 cái số. Thằng mập địch đâu rồi? Khốn nạn. Trời ơi, cứ lao vào nó đẩy tôi đi. Ủa, chiêu gì đẩy vậy? Buồn cười vãi luôn. Không biết con King Kong ở chiêu nào nó đẩy. Trời ơi, buồn cười vãi. Trời ơi, tôi có làm được cái mèo gì đâu. Nó vào nó áp sát nó, cái đồ đẩy tôi đi. Áp sát cái đồ đẩy tôi đi. Trời ơi là trời, sợ đi chứ. Nó đẩy xa ơi, xa luôn. Đùa nhau. Cái cười rung răng. Rơi điện thoại mất. Đùa. Điêu thì vừa chứ. Ở nó đẩy quá là xa luôn mọi người ơi. King Kong khốn nạn, biến thái này. Được lắm, khá lắm, tốt lắm. Đùa nhau à. Trời ơi, vãi cả hàng. Thề luôn, lần đầu chơi cái trái đồ này. Thế nó đẩy mình đi. Cười, nó đẩy xa tí. Xa ơi là xa, xa tí là xa luôn á. Buồn thật. Đấy là mình biết này, con King Kong mày có làm mà đám nếu gì đâu. Cứ lao vào nó đẩy mình đi ra kia. Cứ chạy lên gần, nó đẩy mình đi tí đằng xa. Khốn nạn, từ từ kiếm cái công được khác mình đập mình nói coi. Buồn quá nãy giờ không nay biến thành con King Kong mà trả được cái gì. Ủa thế còn con khỉ đâu ta? Mình nhớ là biến thành King Kong và khỉ mà đúng không? Nhưng mà King Kong là 45%, còn khỉ chỉ có 5% thôi. Vậy là khả năng biến thành khỉ nó rất là hiếm hoi. Không biết con khỉ thì có gì hot không nữa mà nó lại khó khăn vậy. Chứ mình thấy King Kong ngon. King Kong nó xuất hiện ở phiên bản mới của Liên Quan Mobile sau khi là mà nó đã bị biến mất ở phiên bản chính thức. Ôi trời, bạn ơi, cho con bùi xanh ăn chơi bạn ơi. Giời vỡ mồm, em không có bùi xanh nữa, lại được biến hình nữa nè. Ngon. Ui trời ơi, King Kong kìa, quên nó. Tôi được chơi đây, bắn nó. Rồi, ok, chờ mình chút nha. Mình tới đây, anh tới đây nè mấy em ơi, yeah, không muốn. Yo. Từ từ đã, bây giờ mình có lẽ mình sẽ đi. Ui rồi đây con hàng. Ui rồi em tính ra ăn con bùa đỏ. Gặp ngay anh gọi là Superman tí màu đi ăn bùa đỏ luôn. Ngon. Tự nhiên lại có hàng. Oh man, hello man. Hãy xem ta đây. Yeah, bẹt này. Nào. Chiêu 2 này, vâng. Lao vào đây, để cho nó vào đi vào. Hãy xem ra đây. Chơi đâu? Đâu rồi, con hàng đâu rồi? Hãy xem ra đây. Yeah. Đâu. Hãy xem. Ê, con khỉ đâu? Đẩy một phát nó bay tí luôn, mình chạy một quay quéo. Chiêu 2 của con này lợi hại quá. Yeah. Ui giời, hết rồi. Hết King Kong rồi, cứ gọi nhàm tà thần đâu ra. King Kong rồi, nó vào mình đấm cái. Yeah, nó bay quéo, cua tít lên trong rồi. Rồi, Superman tiêu vãi. Để con khỉ. Con khỉ nó cầm cái nó ném thôi à. Rồi, mày cầm cái nó ném thôi à, mày chết trời. Vãi con khỉ con yếu càng cả con người lên lấy méo đâu ra mà. Trời, nó ném kìa. À ha, có hàng. Hãy xem ra đây. Bẹt. Chết nhanh dạ. À, bắt cái bẹt cái quéo con cua luôn vậy. Sướng dạ. Phê. Từ, ghét 40 điểm rồi. Từ, cho bạn con quái nào. Biết anh công bật ra nữa rồi nào. Vui thế không biết được chứ. Đùa nhau à, một chế độ một cho tất cả đã vui rồi. Chế độ này còn vui hơn nữa mọi người ơi. Mọi người quái không? Trời ơi, mình nghĩ biến thành King Kong là mình quái rồi đó. Đã chứ. À, hãy xem đây. Bụp cha, bật chiếc cuối bắn chết luôn nè. Hãy xem tôi lao đây. Bẹt cha. Đứng lại con dời. Đứng lại, tôi trở thành King Kong rồi đây. Hãy xem ta biến hình đây. Ôi, từ từ. Bắn mấy thằng này chết rồi đó. Hư đè. À, nào. Một mình tôi chấp hết. À, đù bạn King Kong à. Bạn King Kong. Úi dồi ôi, tớ không có King Kong sao? Đứng lại. Đập đầu vào tường. Thằng khốn à, đứng lại xem ta đây.
này thì đấm ta này, này thì đấm ta này. Này, à đùa đùa đùa. Này này này, này thì đấm này, này này này. Này thì đấm ta này. Nào bơi vào đây. Cha! À đủ mất cho hai luôn. Cha! Sha! Sha! Con rồi, con rồi. Sha! Nào vào đây, lao vào đây mình kiếm chúa này. Ta là kinh công bảo chúa đây. Yeah, come on. Chơi cái đứa rồi vãi vãi cả lều rồi ạ. Trời, chơi đứa nó vui đừng có hỏi đâu. Mà nó vui nó còn hài nữa chứ. Giàm dí đú. Không biết các bạn thấy sao chứ lần đầu mình chơi cái chế độ này mình cảm thấy nó tíu vô cùng luôn. Chắc là mình còn bỡ ngỡ đúng không? Vui vui, nói chung là vui, sảng khoái, đã. Cười rơi điện thoại luôn, vãi cả lều. Rùa nhau à. Cái lúc đầu mình biến thành cái con King Kong mà mình có làm được cái méo gì đâu, bị thằng King Kong kia cứ lao vào nó đẩy đi, lao vào đẩy đi. Theo cái lúc nó tiêu vãi ra. Bây giờ biết rồi nha, chiều 2 là đẩy đi á mọi người. Chiều 2 là đấm một phát nó văng rồi 8 cây số. Từ từ kiếm biến thành con King Kong các coi. Đừng giết người nào, để cho các bạn chơi chút xíu đi. Trời ơi. Để cho các bạn chơi chút xíu đi. Bạn ơi, mấy cậu ơi. Đừng có thắng mà. Trời ơi đang vui tin này thắng rồi. Trời ơi, thiệt là bực mình quá đi hả. thắng rồi mọi người, team mình nó kỳ quá, nó đẩy trụ thắng tiêu rồi. Chứ mình là mình không thích đâu á. Cái gì? The Gamer L-O-Z. What the hell me. Không là mình nhây em tí nữa rồi đó, mình mới thành kinh công vài lần, đẩy nó mới vui. Trời ơi, chứ cái gì lo đẩy trụ thắng rồi, chán chết đi được. Ok, thì cảm ơn mọi người đã theo dõi hết clip của mình nha. Mọi người sau khi mà xem cái clip này, mọi người thấy vui không ạ? Có thấy thú vị không ạ? Các bạn nào mà muốn chơi chế độ này thì nhớ vào bản test nha. Mình vào đấu thường á mọi người. Kênh của mình hiện tại cũng được gần 800k sub rồi. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh để giúp mình đạt được 800k sub nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Ôi ôi, xem mà không like, không đăng ký kênh cho mình thấy thương mình lắm. Đây, mọi người vào đây này nha. Mọi người sẽ nhấp vào cái chế độ Ủa bây giờ có nhận thưởng nữa hả? Bên bản test có nhận thưởng nữa hả? Lý xe ôm. Wow, đây, mọi người sẽ vào đấu thường nha. Lại ly xe ôm nữa hả? Quá dữ. Đó, nè, đấu nhân bản này, hỗn chiến biến hình nha. Vô đây mà quốc. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong clip sau nha. Nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé, cảm ơn.